Phương Lê, Khẩu Chiến, Nguyên Vũ dành nhau làm phim về cuộc đời con gái Vũ Linh và Hồng Phượng. Trên sóng livestream của mình, Hoa hậu Phương Lê đã chỉ trích ca sĩ Nguyên Vũ vì anh thực hiện phim ca nhạc về cuộc đời của con gái Vũ Linh. Trong khi trước đó, cô đã tuyên bố bỏ ra hơn 30 tỷ để làm phim điện ảnh cho Hồng Loan. Nàng hậu bức xúc tuyên bố Phương Lê vô cùng hối hận khi tiếp xúc với Nguyên Vũ. Còn ai là fan của Nguyên Vũ đi ra ngoài block Phương Lê luôn. Các bạn có quyền idol, có quyền thần tượng người bạn thích, nhưng các bạn đừng bắt tôi phải tôn trọng người không xứng đáng. Tại sao tôi phải chịu im lặng, chịu đựng, gọi điện thoại nói chuyện riêng? Các bạn thấy các bạn vô lý không? Trong khi đó, làm không hề nói với tôi một câu, mắc gì tôi nói chuyện riêng. Tôi cần phải nói cho cộng đồng của tôi, fan của tôi, bạn bè của tôi, đối tác của tôi biết lý do tôi không làm phim nữa. Bây giờ tôi chạy tới hàng triệu người hay hẹn tất cả mọi người đến để nói chuyện riêng à? Tôi đều đăng và khoe thông tin lên mạng xã hội với niềm tự hào, vậy nên đừng có idol cái kiểu đó, Phương Lê này không quan tâm. Đối mặt với chỉ trích của Phương Lê, Nguyên Vũ cũng đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân để giải thích câu chuyện với thái độ từ tốn hơn. Anh cho biết bản thân làm anh lớn nên muốn mọi việc tốt cho các em của mình và nhường nhịn một chút cũng không sao. Nam ca sĩ khẳng định mục đích làm phim ca nhạc cũng là muốn Hồng Loan bán hàng tốt hơn và có nhiều người ủng hộ hơn. Nguyên Vũ viết, mình làm anh đành phải nhường bước để dĩ hòa vi quý nè. Vốn dĩ Vũ thực hiện MV phim ca nhạc là để tặng cho Hồng Loan phát lên kênh YouTube của em ấy, vì đăng có 3 bài mà cứ bị đánh bản quyền hoài nên Vũ phải làm để em ấy có cái gì để đăng, chứ xem livestream bán hàng hoài cũng chán. Khi có ý định đó thì Vũ bàn với em Loan và người phát ngôn cho Loan và gần như thay mặt bé Loan là Ni, và được sự đồng ý của cả hai Vũ mới làm. Không lẽ Vũ muốn làm gì cho em ấy đều cũng phải hỏi người này người kia, vì ai cũng có việc riêng bận hết. Tánh Vũ thì hay làm được gì xong mới nói, nên cũng không thông báo rộng rãi để mọi người biết, sợ không làm được vì Vũ cũng rất bận, và lại MV ca nhạc phim ngắn chỉ có 8-9 phút với câu chuyện xoay quanh xung đột trong gia đình có thể xảy ra bất cứ nhà nào trong cuộc sống. Chắc là do Vũ làm gì cũng chỉn chu, dù làm phim ngắn cũng lập một đoàn đàng hoàng và mời các diễn viên chuyên nghiệp để tham gia nên gây hiểu nhầm cho một vài đứa em trong team. Vì yêu thương mà đến nên Vũ sẽ tạm dừng lại dù đã quay xong hết để dự án điện ảnh cuộc đời thật sự về bé Hồng Loan được hoàn thành. Lúc thực hiện MV ca nhạc ngắn, Vũ chỉ nghĩ đây là chuyên môn của mình thì mình cố gắng làm, và lại chỉ 8-9 phút thì không ảnh hưởng gì đến phim điện ảnh cả, vì theo Vũ biết phim điện ảnh còn chưa lên đề cương để phát triển thành kịch bản. Bên cạnh đó, làm để em Hồng Loan có cái để phát lên kênh riêng của em ấy chứ không phải cho bản thân. Ngay cả trong MV, Vũ cũng không được đóng vì phải lăn lê, bò càng, nhịn ăn nhịn uống lo nguyên một đoàn cho chu toàn nữa, nhất là các diễn viên chuyên nghiệp và các em bé đã đến đóng từ sáng 5-6 giờ là vì mình nữa. Lúc làm Vũ cũng hồn nhiên vô tư và rất sung sức, hi hi, nên không nghĩ đến chuyện gì, chỉ nghĩ đến món quà nhỏ bé của mình tặng Hồng Loan sắp được hoàn thành và vui trong lòng mà thôi. Bây giờ thì MV phim ngắn này mà em Hồng Loan không được làm bộ phim điện ảnh thì tự nhiên lòng buồn và cảm thấy có lỗi vô cùng. Thôi thì Vũ xin phép được tạm xếp lại, chờ ngày phim điện ảnh được đầu tư rất lớn, bắt đầu làm và trình chiếu thì sẽ đăng cũng được. Vũ xin lỗi vì sự bất tiện này ạ. Trân trọng.